Mời rồi, tôi thử dơ lên cho các bạn xem nó như nào nào. À, các em ơi, đây là một chiếc mỏ vịt này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay để có cái mỏ vịt mới. Wow, các em ơi, bạn Sushi có một đồ chơi mới này. Ô, một chiếc mỏ vịt này em. Vâng ạ. Cái mỏ vịt này sẽ chơi như thế nào nhỉ? Đeo cái này vào, xong rồi ngậm vào. Yeah, hay là chúng mình thử khám phá nhé. Các em ơi, chúng mình sẽ cùng nhau khám phá nhé. Xua xua đưa chị xem là để cho các bạn nhìn rõ nào. Các em ơi, đây là một chiếc mỏ vịt này. Và chị và bạn Su cũng không biết là bên trong nó sẽ chơi như thế nào ấy. Nhưng bọn chị sẽ cứ bóc ra chơi trước nhé. Đây là đồ chơi của Nhật đấy các em. Bạn Su của chúng ta bây giờ sẽ khám phá trước này. Bạn ấy sẽ bóc ra em xem bóc ra như thế nào nhé. Các em nhé. Wow. Mời Su, tôi thử dơ lên cho các bạn xem nó như nào nào. À, các em ơi, đây là một chiếc mỏ vịt này. Và nó sẽ làm gì nhỉ? Bạn Su thử xem nào. À, bạn Su của chúng ta sẽ đeo vào. À, bạn Su của chúng ta đã có một chiếc mỏ vịt nha. Đúng rồi, vịt sẽ kêu như nào nhỉ Su nhỉ? À, đây các em ơi, một chiếc mỏ vịt đây. À, bây giờ bạn Su của chúng ta đã trở thành Su mỏ vịt rồi đúng không? Thử thổi xem có tiếng gì không em. À, các em ơi, bây giờ chị mới phát hiện ra là trong chiếc mỏ vịt này nó như kiểu là một chiếc còi đúng không hả Su? À, Su thổi. Đấy, đúng là tiếng của loại vịt kêu đúng không? Đúng rồi, hay là em thử chẳng vào làm vịt nhé. Ờ, giờ bạn Su của chúng ta sẽ làm vịt nào. Su sẽ kêu bài một con vịt nào. Của chúng ta đã rất mệt khi đã thổi được cái bài một con vịt sẽ ra hai cái cánh đúng không em? Cho chị nhìn cái nào. Các em ơi, đây là một chiếc mỏ vịt này các em này. Em thổi nhá. Làm đúng như chiếc mỏ vịt luôn. Đấy, các em nhìn nghiêng này. Đấy, bạn Su của chúng ta đã thành một cái mỏ vịt rồi các em ạ. Wow, rất là đáng yêu luôn. Hóa ra là đây là một chiếc mỏ vịt để chúng ta ngậm vào chúng ta sẽ thành một mỏ của chúng ta sẽ thành cái mỏ vịt đúng không? Và sau kia chỉ có thể phát tiếng kêu của vịt thôi đúng không? À, cái mỏ vịt này hay. Chị thấy bạn Su của chúng ta đang giống một con vịt rồi đấy. Vịt Sushi ơi. Ờ, chiếc vịt này, chiếc mỏ này rất xinh, cho chị mượn chiếc mỏ nào. Wow. Chị có thể ngậm thử được không? Ừ, nhưng mà chị đang quay nên chị sẽ không ngậm thử được. Nhưng mà chị nhìn cho các bạn nhìn bên cạnh một chiếc mỏ vịt này rất là hay đúng không? Các em ơi, ví dụ như là em tham gia một chương trình gì đấy, các em dùng chiếc mỏ vịt này để chúng ta chơi cũng hay phết đấy đúng không? Đi ra đầy bạn giật mình ấy, đừng có đùa đó. Bạn Su chúng ta đang rất hào hứng với chiếc mỏ vịt đấy. Này Su ơi, bỏ ra xem nào. Su cảm nhận thế nào cho các bạn xem nào. Rất là đẹp và ngon. Em có thấy cái trò này hay không? Hay chứ. Yeah. Như là em lại phải thêm một phần. Bạn Su của chúng ta rất là đáng yêu đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, giống con vịt rồi đấy. Bây giờ chị công nhận là bạn Su của chúng mình giống con vịt rồi đấy. Thế là tối nay bạn Su đi ngủ sẽ đeo luôn cái mỏ vịt đi vào như thế nhá. Được không? Đấy, đúng rồi, chú vịt của chúng ta đã ngủ rồi các em ơi. Chú vịt của chúng ta ngủ say và đang gáy đấy. Vịt ơi vịt, thôi vịt ơi vịt chào tất cả các bạn đi. Rồi chúng mình cùng nhau đi ngủ. Nói gì không? Chẳng ai hiểu bạn Su nói gì đâu. Thôi Su ơi, bỏ chiếc mỏ vịt ra và chào tất cả các bạn đi em. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem một cái sub cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn trong video. Các bạn hãy mua cái mỏ vịt quạc quạc về nhé. Mình thử cho các bạn xem này, một lần nữa. Đúng, rất là giống chú vịt đúng không em? Các em ơi, cái mỏ vịt là rất là hay đấy, chúng mình có thể chơi được. Và chúng mình cũng thể thổi thành còi được, vì vậy mà cũng khá là thú vị. Các em hãy thử mua một chú vịt này về chơi nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong video sau. Em làm một cái bờm ấy. Đấy, bạn Su của chúng ta đấy, mình được đủ thứ luôn các em ạ.